Thưa quý vị, sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi hấp dẫn, tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã chính thức khép lại. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV lần thứ 16 cũng là lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức đã thành công ngoài sức mong đợi và để lại những ấn tượng khó quên đối với những đội bóng tham dự và những khán giả yêu thích bộ môn bóng chuyền. Theo ban tổ chức, chất lượng giải đấu ngày càng được nâng lên khi các đội khách mời năm nay có trình độ chuyên môn vượt trội, tạo nên những trận cầu kịch tính và nghẹt thở. Giải VTV Cup 2019 được xem là sự kiện thể thao lớn của làng bóng chuyền Việt Nam thuộc hệ thống các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, qua đó giúp cho đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu lớn là SEA Games vào cuối năm nay. Đặc biệt, đối với tỉnh, dù là lần đầu tiên đăng cai giải đấu quy mô, uy tín lớn, nhưng công tác tổ chức, hậu cần, an ninh trật tự được chuẩn bị chú đáo, bài bản và được đánh giá cao. Cùng với chuỗi những hoạt động bên lề, thông qua giải đấu, tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu đến người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế về vùng đất với những tiềm năng to lớn và con người thân thiện, giàu lòng mến khách, đồng thời quảng bá những di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất xứ Quảng.